Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Splat cây DA thảo mộc sensitive cho răng nhạy cảm giá bao nhiêu. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thành phần tự nhiên an toàn, 98.9% thành phần từ thiên nhiên, sản phẩm được chứng nhận hữu cơ quốc tế bởi Ecocert. Với chiết xuất các tinh dầu thảo mộc như gieo nha đam, trà xanh, khuynh diệp chanh, cam bergamot giúp bảo vệ răng khỏi vi khuẩn gây sâu răng. Tăng cường sức khỏe cho nướu và giúp men răng chắc khỏe, khả năng kháng khuẩn gieo nha đam tự nhiên. Ngăn ngừa viêm lét miệng, tinh dầu trà xanh, khuynh diệp chanh, cam bergamot có tác dụng kháng khuẩn và chống nhạy cảm cho răng đồng thời giúp giảm tình trạng chảy máu lợi. Biosol là chất hoạt động hiệu quả cao, có tác dụng chống viêm. Mùi hương tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng và cảm xúc vitamin S có tác dụng chống oxy hóa. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.